Lâm Đồng Cao Duy Huệ, 25 tuổi, tài xế xe múc, đã đâm chết cô chủ trẻ tại nhà ở huyện Lâm Hà sau khi xảy ra cãi vã. Cao Duy Huệ, ảnh, công an cung cấp. Huệ ở thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà đến nhà chị Trịnh Thị Hồng, 26 tuổi, ở xã Mê Linh sau khi uống rượu, tối 25 tháng 2. Huệ là tài xế xe múc của gia đình chị Hồng. Hai người xảy ra cãi vã, Huệ cầm dao đâm chết nữ chủ nhà, rồi chạy về nhà rửa sạch vết máu, vứt con dao gây án. Trong khi xô xát, tay hắn bị nhiều vết xước. Vài giờ sau, Huệ bị công an huyện Lâm Hà bắt giữ. Khánh Hương Lex Lock Ash, oi.